A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, đến tham dự chương trình Hoa Mặt Trời sáng hôm nay còn có các vị khách mời là bạn và những người thân của Phật tử Hoàng Anh Sướng. Xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay để chào đón các vị. Và đến tham dự cũng như lắng nghe trong chương trình Hoa Mặt Trời sáng hôm nay còn có hơn 2.000 quý thiện nam tín nữ Phật tử đến từ khắp mọi miền trong đất nước. Chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng quý vị. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thay mặt thầy trụ trì, thay mặt quý thầy trong ban tổ chức và hơn 2.000 quý Phật tử trong chương trình sáng hôm nay, chúng tôi xin gửi lời chào thân thương và tốt đẹp nhất đến với Phật tử Hoàng Anh Sướng. A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy Tâm Nguyên ạ. Con xin kính chào toàn thể quý vị ạ. Thưa thầy và thưa quý vị, hôm nay có thể nói là một ngày vô cùng hạnh phúc và vinh dự đối với cá nhân con. Bởi vì kể từ khi mà con biết đến Phật Pháp và giác ngộ đạo Phật thì con đã phát tâm nguyện là đi rất nhiều nơi để chia sẻ về những kinh nghiệm của cá nhân con trong ứng dụng đạo Phật để tạo cuộc sống cho mình an lạc hạnh phúc. Nhưng mà đây có lẽ là lần đầu tiên mà con được đặt chân đến chùa Hoằng Pháp, một ngôi chùa mà từ nhiều năm nay con rất là ngưỡng mộ. Bởi vì con biết là chùa Hoằng Pháp là một trong những trung tâm tâm linh lớn nhất của Việt Nam mà thường xuyên tổ chức rất nhiều khóa tu và đem lại rất nhiều những cái lợi lạc hạnh phúc cho hàng triệu chúng sinh ở trong và ngoài nước. Chính vì thế mà trong cái giây phút xúc động này thì điều đầu tiên cho phép con xin gửi tới cái lời tri ân thành kính nhất đến Thượng tọa Thích Chân Tính và thầy Tâm Nguyên cùng toàn thể các quý sư thầy của chùa Hoằng Pháp đã tạo cho con một cái ân phúc ngày hôm nay. Con xin kính chúc các quý thầy có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn, thành công để các thầy truyền tải nhiều hơn nữa con thuyền đạo nghĩa, con thuyền của hiểu và thương, của lòng từ bi và hạnh phúc đến với tất cả chúng sinh ạ. Con cũng xin gửi lời cầu nguyện tốt lành nhất đến tất cả các quý vị ngồi đây. Con xin cầu chúc cho quý vị luôn luôn được sống trong chánh đạo và đặc biệt là quý vị luôn luôn sống trong niềm an lạc hạnh phúc đích thực, điều mà chúng ta đã và sẽ bàn ngày hôm nay ạ. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, với một nụ cười rất là gần gũi thì hôm nay nhà báo Phật tử Hoàng Anh Sướng đã gửi đến cho chúng ta những lời chúc thật là mát mẻ và trong lành. Để mở đầu chương trình ngày hôm nay thì điều đó là một điều rất là tuyệt vời. Và kính thưa quý vị, vừa nãy thì chúng ta vừa xem một tiểu phẩm ngắn với tựa đề là Hạnh phúc đích thực. Và đó cũng chính là chủ đề mà chúng ta sẽ chia sẻ trong buổi sáng ngày hôm nay. Vậy thì quý vị ở đây chúng ta có biết là hạnh phúc đích thực là gì không ạ? Dạ, đây là một câu hỏi của rất là nhiều người. Và chúng ta, mỗi người trong hành trình của cuộc sống của mình đều mong muốn tìm ra được một lời giải đáp và mong muốn đạt được hạnh phúc cho cuộc sống của mình ngày càng thăng hoa hơn. Vậy thì kính thưa Phật tử Hoàng Anh Sướng, cũng như vừa rồi Phật tử đã có xem qua tiểu phẩm thì quan điểm của Phật tử như thế nào gọi là hạnh phúc? A Di Đà Phật. Kính bạch thầy ạ, thưa quý vị, có một câu thơ rất là nổi tiếng ở Việt Nam ạ. Hạnh phúc là gì? Bao lần ta lúng túng, hỏi nhau hoài mà tìm mãi vẫn không ra. Thì thưa quý vị, con nghĩ rằng là có lẽ không riêng các quý vị ngồi đây, mà con tin rằng là hàng vài tỷ người trên thế giới, khi chúng ta sinh ra và lớn lên thì ai cũng có mưu cầu hạnh phúc hết. Và mấy tỷ con người ấy thì sẽ có những quan niệm và những hành trình khác nhau để tìm đến hạnh phúc. Có người thì cho rằng là mình muốn hạnh phúc thì mình phải có thật nhiều tiền. Có những người cho rằng mình muốn có hạnh phúc thì mình phải có địa vị, phải có công danh trong xã hội. Và cũng có những người mà họ cho rằng mình muốn hạnh phúc thì mình phải cầu xin ở một đấng tối cao nào đó. Mà thế hàng ngày người ta đến các đền, đến chùa, đến phủ, người ta cầu xin, người ta cầu cúng. Và hàng tỷ con đường đi tìm hạnh phúc ấy, cũng có những người may mắn là họ tìm được hạnh phúc thực sự của cuộc đời mình, một cái hạnh phúc vững chãi từ lúc còn khi khởi cái tâm nguyện có hạnh phúc cho đến lúc người ta từ ra cõi đời thì người ta luôn luôn sống trong cái niềm hạnh phúc đó. Nhưng con thấy rằng phần lớn chúng ta trên con đường đi tìm hạnh phúc đó rất nhiều khổ đau, rất nhiều bầm dập và thậm chí rất nhiều bi kịch đau lòng đã xảy ra. Cho nên hạnh phúc là một cái gì tưởng như đơn giản nhất mà lại là khó tìm kiếm nhất. Và có lẽ cũng là cái đích mà tất cả chúng ta ngồi đây và tất cả mấy tỷ người trên thế giới này ai cũng có mưu cầu có. Thì thưa quý vị là con cũng vậy ạ. Khi con là một chàng thanh niên 22 tuổi tốt nghiệp đại học ạ, thì con cũng có mong muốn như biết bao chàng trai cô gái khác là mong muốn làm sao mình có được hạnh phúc thực sự ở cuộc sống này. Mà con cũng cho rằng là mình muốn có phúc thì mình phải có tiền, mình phải có địa vị. Và con như mà con thiêu thân, con la ra ngoài đời để con đi kiếm tiền. Nhưng có một cái, có lẽ là một cái may mắn ạ, là trong cái hành trình con đi kiếm tiền và lập danh ấy thì do cái đặc thù công việc của con là một nhà báo, cho nên là con may mắn là được gặp gỡ rất nhiều những tầng lớp người trong xã hội. Và cũng do cái sự thân thiện của mình mà con thiết lập rất nhiều tình thân với rất nhiều người trong xã hội. Trong đó có rất nhiều những người mà rất giàu có, mà người Việt Nam mình gọi là đại gia đấy ạ. Và con cũng biết rất nhiều các quan chức ở Việt Nam. Và khi chơi thân với họ thì con phát hiện ra một điều là ở phía sau cái sự sung túc giàu sang đó, ở phía sau những cái ánh hào quang của địa vị, của quyền lực đó, họ cũng ôm ấp đầy dậy những nỗi đau khổ. Thậm chí có rất nhiều doanh nhân giàu có Việt Nam khi chơi thân với con, nhiều lần họ nói với con rằng là Sướng ơi, nhiều lúc anh chỉ muốn có được cuộc sống như em thôi. Mà thưa quý vị là con là một người rất bình thường ạ, không có nhiều tiền mà cũng không có địa vị gì trong xã hội hết ạ. Thế thì chính vì chứng kiến quá nhiều những cái nỗi đau ấy mà bỗng nhiên trong con phải đặt câu hỏi là cái đích mà mình đang hướng đến, mình mong muốn có là tiền bạc và công danh. Thì mình nhìn thấy những người xung quanh mình đây rồi, họ đang có quá nhiều tiền và họ đang có địa vị trong xã hội, mà họ đầy dẫy khổ đau thế này. Vậy thì con đường của mình đang chọn có đúng hay không ạ? Thì thưa thầy và thưa quý vị là đúng cái lúc mà con đang băn khoăn, đang hoang mang đi tìm cho mình con đường hạnh phúc ạ, thì vào sinh nhật lần thứ 27 của con, thì con được một cái giáo sư ở trong trường đại học cũ ạ, có tặng con một cuốn sách. Cuốn sách đó là của người Trung Hoa, bàn về những cái sướng khổ của cuộc đời ạ. Và có lẽ một cái bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời con bắt đầu từ 4 chữ trong cuốn sách đó. Người Trung Hoa quan niệm hạnh phúc hay đau khổ gói gọn trong 4 chữ, đó là nội yên chi phúc ạ. Nội yên chi phúc nghĩa là khi mà cái tâm của chúng ta an, cái tâm của chúng ta yên ổn, thì chúng ta sẽ nhìn thấy hạnh phúc, chúng ta sẽ tận hưởng được hạnh phúc. Và 27 tuổi con đã giác ngộ được điều đó. Và cũng là 27 tuổi con bắt đầu đi tìm một con đường khác, một con đường mà không hướng đến tiền bạc, cũng không hướng đến công danh, một con đường mà làm sao để cho tâm mình an. Và rất may mắn cho con là trong suốt hành trình từ 27 tuổi cho đến ngày hôm nay, trong cái hành trình đi tìm cho tâm mình an ấy, thì con đã được gặp rất nhiều các bậc thầy kính quý. Trong đó có một vị thầy mà mỗi khi nhắc đến thì trong lòng con bao giờ cũng khởi phát một cái lòng tri ân vô cùng lớn, đó chính là thiền sư Thích Nhất Hạnh. Thì thưa toàn thể quý vị là năm 2013 thì thiền sư Thích Nhất Hạnh có tổ chức một cái chuyến Hoằng Pháp khắp thế giới ạ. Thì khi mà trên đường đến đất Mỹ để tổ chức một chuyến Hoằng Pháp kéo dài 3 tháng thì thiền sư Thích Nhất Hạnh đã gửi cho con một cái giấy mời là muốn mời con sang bên đó cùng với ngài. Mà con thật là may mắn, thật là hạnh phúc. Trong suốt cái hành trình đó thì thiền sư Thích Hạnh đã dành cho con rất nhiều thời gian để thực hiện những cuộc trò chuyện. Và cuộc trò chuyện đó, sau này khi con trở về Việt Nam, con đã làm một loạt phóng sự dài kỳ trên cái báo Tuổi Trẻ Đời Sống, là nơi con đang làm việc, có nhan đề là hạnh phúc đích thực. Và cái câu đầu tiên khi con hỏi thiền sư Thích Hạnh là hạnh phúc là gì, thì ngài còn nói một câu mà con vô cùng tâm đắc: hạnh phúc chính là an lạc ạ. An ở đây chính là cái yên ấy, và lạc ở đây chính là vui, là hạnh phúc. An lạc nghĩa là gì? Là tâm chúng ta an, cái thân của chúng ta an, thì chúng ta mới có được hạnh phúc thực sự. Còn nếu như cái tâm của chúng ta không an, chúng ta lúc nào cũng lo lắng, chúng ta sợ hãi, chúng ta căng thẳng, thậm chí chúng ta hờn giận, chúng ta căm thù, chúng ta đố kỵ, thì dẫu chúng ta có nằm ở trên cả một cái giường dài kim cương hay vàng bạc, thì chúng ta vẫn là những người đau khổ. Con vô cùng tâm đắc quan niệm của thiền sư Thích Hạnh, và con nghĩ rằng đó cũng chính là cái điều mà con mong muốn đến đây để chia sẻ với toàn bộ quý vị ở đây. Và con cũng cầu chúc quý vị là làm sao chúng ta luôn luôn có được một cái tâm an. Như sự chia sẻ của Phật tử Hoàng Anh Sướng thì nói rằng hạnh phúc chính là sự an lạc trong tâm hồn. Tuy nhiên rất nhiều người trong chúng ta ở đây đều biết được câu đó, thậm chí thuộc rất là nhiều, đúng không ạ? Hạnh phúc chính là sự an lạc của tâm hồn. Nhưng làm thế nào để có được sự an lạc đó? Thì đó cũng là một cái câu hỏi tiếp theo mà xin Phật tử chia sẻ cho các Phật tử ở đây ạ. Con cũng xin thưa với quý thầy, với quý vị là Phật tổ của chúng ta ấy, trước khi xuất gia thì ngài cũng là một vị thái tử ạ. Và quý vị thấy rằng là ngài sống trên đỉnh của tiền bạc, của danh vọng, của mọi thứ. Thế nhưng mà ngay từ khi mà còn là thái tử thì Phật tổ đã luôn luôn trăn trở rằng là ngài đã nhận thấy là cuộc đời này đầy dẫy những nỗi khổ đau, và ngài cho rằng cuộc đời chính là bể khổ. Vậy thì làm thế nào để thoát khổ? Và cái mong muốn ấy, cái khao khát để giải thoát khổ đau ấy chính là đã giúp cho Ngài rời bỏ tất cả cung vàng điện ngọc để đi tìm một con đường tu tập. Và thật là may mắn cho chúng ta, cho con và cho quý vị ở đây là chúng ta đã trở thành những người con của Ngài ạ. Và như vậy thì con nghĩ rằng là để chế tác được cái hạnh phúc đích thực ấy ạ, nếu như mà chúng ta chế tác hạnh phúc đích thực bằng tiền bạc và công danh thì rõ ràng Đức Thế Tôn, Đức Phật của chúng ta chắc chắn là sẽ không bao giờ rời bỏ cung vàng điện ngọc hết ấy. Nhưng mà Ngài rời bỏ đi bởi vì Ngài cũng thấy rằng là muốn giải thoát khổ đau, muốn tạo dựng được hạnh phúc thì chúng ta phải làm cho tâm của chúng ta an. Và đó là cả một hành trình vô cùng dài mà các Phật tử ở đây chắc ai cũng đã đọc kinh Phật rồi ạ. Thế thì thưa thầy và thưa quý vị, là con nghĩ rằng là để làm cho cái tâm của chúng ta an lạc thực sự thì có hai thứ quan trọng nhất mà chúng ta cần phải hướng đến. Đó chính là cái sự hiểu biết mà Đức Phật luôn luôn nhấn mạnh, đó chính là tuệ giác, là trí tuệ, và lòng từ bi, đó là trái tim yêu thương. Con nghĩ rằng là trong cái hành trình đi tìm hạnh phúc của mỗi người chúng ta, nếu như chúng ta không có được hai cái thứ đó thì sẽ không bao giờ chúng ta tạo dựng cho mình được cái sự an lạc ở trong tâm hồn. Bởi vì như Đức Phật nói là nếu chúng ta không có trí tuệ thì cái màn vô minh nó sẽ che lấp chúng ta, mà chúng ta sẽ rất có hay xảy ra những cái lời nói sai lầm, những cái hành động sai lầm, những cái quyết đoán sai lầm. Và những cái sai lầm đó sẽ dẫn đến rất nhiều những bi kịch. Và nếu như chúng ta mà không có một cái trái tim yêu thương, chúng ta không có cái lòng từ bi á, thì chúng ta rất dễ hay sân hận, hay oán trách, hay hờn giận. Thậm chí chúng ta rất hay đố kỵ và bon chen thù hận. Và thưa quý vị, đó chính là những ngọn lửa mà sẽ đốt cháy tất cả những cái niềm an lạc trong tâm hồn của chúng ta. Nhưng vấn đề đặt ra là làm thế nào để chúng ta có được cái sự hiểu biết, và làm thế nào để chúng ta có được cái tình yêu thương đó. Thì con nghĩ rằng là một trong những cái mà bắt buộc chúng ta phải làm, đó là chúng ta hãy tìm đến đạo Phật. Chúng ta hãy tìm đến những ngôi chùa mà tổ chức những khóa tu giống như chùa Hoằng Pháp ở đây ạ. Thì thưa quý vị, con nghĩ rằng là chúng ta muốn có hạnh phúc thực sự thì không phải là chúng ta nương cầu vào một thế giới nào đó, mà muốn có hạnh phúc thực thì tự chúng ta phải tạo dựng cho chúng ta, tự chúng ta phải bồi đắp cho chúng ta. Bởi vì nếu như chúng ta cứ nương vào thế giới bên ngoài thì tất cả đó chỉ là ảo ảnh thôi ạ. Cũng giống như cái vở kịch đầu tiên thì có người cho rằng là hạnh phúc đơn giản là chỉ được một bữa nhậu say sưa ạ. Hạnh phúc đơn giản chỉ là nấu một bữa ăn ạ. Hay hạnh phúc đơn giản là có thêm được 10.000 để hoàn thiện được mơ ước là chúng ta có 1.000.000 đồng để thành 1.000.000 phú. Nhưng thưa quý vị, là quý vị thấy rằng là tất cả những cái quan niệm hạnh phúc ấy người ta đều hướng ra bên ngoài hết ạ. Và quý vị biết rằng là cuộc sống thì nó quá vô thường ạ. Nó rất là vô thường. Ngày hôm nay chúng ta ngồi với nhau như thế này, nhưng ngày mai không biết thế nào ạ. Trời xanh mây trắng thế này, nhưng có thể chiều nay trời sẽ mưa. Và tiền bạc, công danh, mọi thứ cũng phù du như vậy, nó cũng vô thường như vậy. Và nếu như chúng ta cứ nương cái hạnh phúc của chúng ta vào cái vô thường đó thì chắc chắn chúng ta sẽ rất khổ đau. Thì con thấy rằng là bản thân trong cái hành trình cuộc đời của con á, thì con thấy rằng là những người thân con cũng rất hay khổ đau. Có những hôm mà gặp những người bạn của con thì họ vô cùng hạnh phúc. Đơn giản chuyện là hôm nay họ ký một hợp đồng mà họ bỏ túi khoảng 10 tỷ đồng, họ rất hạnh phúc vì họ kiếm được nhiều tiền quá. Nhưng mà cũng con người đó, chỉ một tháng sau thôi, họ đã ôm ấp rất nhiều những khổ đau. Bởi vì họ làm ăn bị thất bại ạ. Chắc là có quý vị đọc báo biết, có rất nhiều những người mà họ lên báo họ khoe là tôi vô cùng hạnh phúc bởi vì tôi có một người chồng vô cùng tuyệt vời và tôi có một người vợ vô cùng tuyệt vời. Nhưng cũng còn những con người đó, chỉ vài tháng sau thôi, họ lên báo họ kể lể đủ thứ tội của người chồng, của người vợ mình. Tất cả những ngôn ngữ gì mà thù hận nhất họ cũng chút hết lên báo. Vậy thì tại sao ạ? Tại sao cũng con người đó cách đó 1-2 tháng thì họ nói rằng họ là người hạnh phúc nhất trên đời, mà tại sao bây giờ họ lại là người đau khổ nhất trên đời? Thì trở lại vấn đề như con vừa chia sẻ với quý vị là nếu như chúng ta muốn có sự an lạc thì dứt khoát chúng ta phải có hiểu và chúng ta phải có thương. Bởi vì nếu như chúng ta không có hai thứ đó thì chúng ta sẽ không bao giờ tạo dựng cho cái tâm của chúng ta an được. Thì cái hiểu biết đó nó bắt đầu từ chính trong những quan hệ của gia đình nhà mình ạ. Trong đạo Phật đấy ạ, thì Đức Phật có quan điểm rằng là nếu như chúng ta không có hiểu thì chúng ta sẽ không bao giờ có tình thương đích thực. Một cái tình yêu thương đích thực nó chỉ có trên cơ sở của sự hiểu thôi ạ. Nếu như một người vợ yêu chồng ạ, mà không hiểu chồng thì cái tình yêu ấy chỉ làm cho chồng mình khổ thôi ạ. Nếu như một người cha yêu con mà không hiểu con thì cũng chỉ làm cho con khổ thôi. Mà con thấy rằng là hóa ra yêu ạ, cái tình yêu mà ai cũng khao khát, ai cũng khao khát là ở cuộc đời này mình có được tình yêu và mình biết chia sẻ tình yêu ấy, chúng ta cũng phải học ạ. Chúng ta cũng phải học yêu đấy ạ. Và con thấy rằng là nhìn thấy những người xung quanh con thì con thấy rằng hình như mọi người đang bị sai lầm rất nhiều trong cái tình yêu của mình. Và đó là lý do giải thích tại sao mà hiện nay những cái khủng hoảng trong gia đình, những cái sự bế tắc của hôn nhân và đổ vỡ của hôn nhân nó xảy ra quá nhiều ở Việt Nam mà cũng là trên thế giới. Hiện nay thì con đọc báo con thấy rằng là người ta thống kê là có đến 40% những cuộc hôn nhân ở Việt Nam đang có vấn đề. Và quý vị cũng thấy rằng là những cuộc chia tay nó xảy ra như cơm bữa ở Việt Nam. Và con tin rằng là những cặp vợ chồng tan vỡ ấy, khi họ đến với nhau ấy, tất cả đều là từ tình yêu hết. Họ đam mê, họ cống hiến. Thậm chí con được chứng kiến rất nhiều những cặp vợ chồng mà khi đến với nhau là bố mẹ ngăn cấm quyết liệt. Nhưng khi bố mẹ đồng ý cho họ đến với nhau, chỉ một thời gian sau họ tan vỡ. Vậy thì tại sao ạ? Tại sao một tình yêu nồng cháy như vậy mà chỉ trong một thời gian nó tan vỡ? Thì con nghĩ rằng là bởi vì họ đến với nhau mà họ không hiểu nhau. Họ không hiểu nhau. Thì thưa quý vị là trong cái ngạn ngữ của Việt Nam của chúng ta có một kho tàng những câu ca dao tục ngữ, đặc biệt là tục ngữ. Và trong đó cũng chứa đựng rất nhiều những tuệ giác của cha ông chúng ta. Và sau này khi mà con giác ngộ đạo Phật thì con thấy rằng là rất nhiều những tuệ giác ở trong kho tàng trí tuệ của ca dao tục ngữ của ông cha chúng ta cũng rất gần với tuệ giác của Đức Phật. Con lấy một ví dụ như là có một câu con rất tâm đắc ạ. Đó là nhân vô thập toàn. Các cụ xưa quan niệm về nhân vô thập toàn. Con người ta sinh ra không ai 10 phân vẹn 10 hết ạ. Ai cũng có nhược điểm. Chúng ta sinh ra cha mẹ cho chúng ta rất nhiều những phẩm chất tốt, nhưng đồng thời chúng ta cũng có những phẩm chất xấu. Và nếu như chúng ta sống với nhau ạ, chúng ta sống với người chồng của mình, sống với người vợ của mình, sống với người cha, người mẹ của mình, mà chúng ta cứ đòi hỏi ngày nào, giờ nào cũng tận hưởng được cái niềm hạnh phúc của cái phẩm chất tốt ấy, thì sẽ không bao giờ có đâu ạ. Thì thưa quý vị, chính vì thế mà con nghĩ rằng là khi mà các đôi trai gái tìm hiểu nhau ấy ạ, các cụ xưa có một cái từ rất hay là tìm hiểu ạ. Một chàng trai mà muốn đến với cô gái thì phải trải qua một giai đoạn đầu tiên là tìm hiểu. Tìm hiểu xem cái người mà mình đang muốn mưu cầu, mình yêu ấy, họ là người thế nào, họ có phẩm chất gì ạ, và họ có hợp với mình không. Nhưng mà rất tiếc hiện nay con thấy rằng là rất nhiều các đôi trai gái đến với nhau hoàn toàn là bằng những cái say mê của cái cảm giác ban đầu ạ. Họ không có tìm hiểu nhau. Và chính vì thế mà khi thành vợ chồng rồi ạ, thì những cái bản chất xấu bộc lộ và họ không chấp nhận được điều đó. Và rất nhiều những bi kịch đau lòng đã xảy ra. Thì thưa quý vị là nếu như mà chúng ta hiểu điều đó thì đồng thời chúng ta sẽ đón nhận được những cái niềm an lạc hạnh phúc từ những phẩm chất tốt của người chồng, của người vợ, của người con, của cha mẹ mình. Nhưng đồng thời chúng ta cũng phải chấp nhận cả những cái xấu ấy. Cũng giống như con là người sống ở ngoài Bắc, ở Hà Nội ạ. Một năm thì có 4 mùa, xuân hạ thu đông. Thì thời tiết Hà Nội cũng có hôm trời nắng rất đẹp ấm áp, nhưng cũng có hôm trời mưa rét cắt da cắt thịt ạ. Và nếu như mà con cứ đòi hỏi là 365 ngày Hà Nội, tất cả ngày nào cũng phải nắng, phải ấm áp như vậy, và khi con gặp trời mưa rét thì chắc chắn trong tâm con sẽ khởi lên một cái ấm ức, một cái buồn khổ. Và như vậy thì con sẽ rất khổ ạ. Cho nên trong đạo Phật có luôn luôn nhắc chúng ta là chúng ta tu tập làm sao để chúng ta phải hiểu được những người xung quanh mình. Và khi mình hiểu họ thì mình sẽ đón nhận, mình mở cái lòng từ bi của mình ra để mình đón nhận cả cái hay và cả cái dở của người thân mình. Mà trong quá trình sống với nhau ạ, là những cặp vợ chồng, là cha mẹ, con cái sống với nhau ấy, thì chúng ta cũng phải cố gắng hiểu được người thân mình, cũng là một cách để giúp cho người thân mình hiểu mình. Bởi vì như con vừa nói là nếu như chúng ta sống với nhau mà chúng ta không hiểu nhau thì chỉ mang lại cho nhau những đau khổ thôi ạ. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, như lời Phật tử Hoàng Anh Sướng đã chia sẻ thì Đức Phật cũng từng đã dạy chúng ta rằng cái khổ của con lạc đà chở nặng đi trên sa mạc chưa phải là khổ. Cái khổ của chúng sanh ở trong địa ngục cũng chưa gọi là khổ. Mà khổ nhất của chúng sanh đó chính là ngu si, không có trí tuệ. Đây là nỗi khổ đau lớn nhất. Và như vừa rồi thì Phật tử Hoàng Anh Sướng cũng đã cho chúng ta những cái dòng chia sẻ, đó là nếu như chúng ta không có tuệ giác, không có trí tuệ để hiểu thì chúng ta không thể nào thương được. Thậm chí đó là những người mà chúng ta đã từng thương yêu hết mực. Ngày nay thế giới bàn đến nhiều chuyện, đó là khủng hoảng về kinh tế, về chính trị, năng lượng, môi trường. Thì cũng có một cái khủng hoảng như vừa rồi Phật tử Hoàng Anh Sướng có nói là khủng hoảng về gia đình. Vậy thì Phật tử có thể nói sâu hơn là tại sao cũng là một cái tình yêu như vậy, cũng là đến với nhau bằng cả cái sự chân thành nhưng lại gây ra cho nhau nhiều đau khổ như vậy không ạ? Thưa Thầy và thưa quý vị, như con vừa nói là cái tình yêu ban đầu á, cái đam mê á, nó không đủ để đem lại cho chúng ta một cái tình yêu vững chãi. Con rất tâm đắc với một cái điều mà các cụ ngày xưa nói về cái tình yêu thương bền vững của một cặp vợ chồng, thì có hai từ mà con rất thích là tình và nghĩa. Cái tình ở đây chính là tình yêu ban đầu, cái khởi đầu của một người đàn ông và một người phụ nữ đến với nhau đó, thì nó là cái đam mê ban đầu thôi ạ. Thế còn nếu như mà muốn có một cuộc tình nó bền vững, nó vững chãi, nó đi suốt cả hành trình từ lúc đầu của chúng ta còn xanh cho đến lúc đầu chúng ta bạc ấy, thì chúng ta phải có một cái tình yêu thương nó sâu hơn, nó vững chãi hơn, đó chính là nghĩa. Vì con thấy cái cuộc hôn nhân ở Việt Nam nó khủng hoảng nhiều quá, thì con cũng đã dành rất nhiều thời gian đi tìm hiểu những cái cặp vợ chồng mà con thấy rằng là họ sống với nhau rất hạnh phúc cho đến lúc đầu bạc răng long. Và con đã dành rất nhiều thời gian để lắng nghe họ chia sẻ. Thì họ cũng nói với con là nếu như mà một chàng trai trẻ đến với người con gái trẻ, họ thành vợ chồng với nhau mà chỉ để tận hưởng cái niềm đam mê ban đầu ấy, thì chắc chắn nó sẽ lụi tàn. Nó cũng giống như các bác, các cô chú ở đây, chúng ta sinh ra nông thôn ngày xưa thì các chú biết là toàn đun nấu cơm bằng rơm ấy ạ. Thế thì cái rơm ấy, các quý vị biết là nó rất là bén, nó rất là dễ cháy, nhưng mà nó rất nhanh tàn. Và các cụ ngày xưa mà muốn giữ cho cái ngọn lửa ấy nó bền bỉ thì bao giờ cũng phải ù nó bằng chấu ạ. Cái chấu ấy nó rất là âm ỉ, nhưng mà nó giữ trong ngọn lửa ấy rất là bền. Thì cái cuộc hôn nhân của chúng ta mà muốn nó bền bỉ, chúng ta làm sao chúng ta phải biết chuyển hóa được từ cái đam mê ban đầu là ngọn lửa ấy thành một cái tình yêu thương nó sâu sắc, nó vững chãi, nó giống như cái chấu mà chúng ta om lửa ấy ạ. Thì thưa quý vị là sau khi mà con nghiên cứu về đạo Phật thì con thấy Đức Phật đã đưa ra rất nhiều những phương pháp tu tập rất là quý hóa để giúp cho chúng ta hiểu được cái người thương của mình. Thì có hai phương pháp mà con nghĩ rằng rất căn bản, đó chính là phương pháp lắng nghe và phương pháp dùng ái ngữ ạ. Thì con cũng giống như quý vị ngồi ở đây là con, khi mà con có tâm đến với đạo Phật thì con cũng đi khắp thế giới để tham gia những khóa tu của các thiền sư nổi tiếng ở thế giới. Và một trong những cái phương pháp mà chúng con phải thực hành hàng ngày đó là pháp lắng nghe. Thì con thấy rằng là trong cuộc đời con người ta, cái hành trình cuộc đời thì nó có quá nhiều những cảm xúc mà thường thường là chúng ta hay lo âu, chúng ta hay sầu khổ. Mà khi mà chúng ta có những cái nỗi sầu khổ thì một trong những nhu cầu rất cần thiết là chúng ta gặp một người thân nào đó để chúng ta giải bày cái nỗi khổ của mình. Nhưng mà thưa quý vị là có rất nhiều người khi gặp những nỗi khổ đau không tìm được ai để chia sẻ. Con thấy có những cặp vợ chồng con thấy hiện nay là người vợ rất đau khổ, và người đầu tiên mà cô nghĩ đến là chồng mình, cô muốn san sẻ cái nỗi đau khổ ấy, muốn chia sẻ nó. Nhưng mà người chồng ấy họ không muốn nghe ạ. Bởi vì cả ngày họ đi làm rồi ạ, cả ngày họ đi làm, họ kiếm tiền, họ kiếm một danh, họ mệt. Mà buổi tối về bây giờ có một cái rất đáng báo động ạ. Các quý vị biết ạ, là smartphone ạ. Thế là ngày cả ngày hai vợ chồng đi kiếm công danh, kiếm tiền. Buổi tối về ăn cơm xong, hai vợ chồng mỗi người cầm một cái iPad, một cái iPhone, và họ sống với cái thế giới riêng của mình. Mà chính vì thế mà có rất nhiều những người vợ khổ đau mà không thể nói được điều gì với chồng mình. Bởi vì khi mà nói với chồng thì chồng không quan tâm, chồng đang say sưa với cái thứ riêng của mình. Và người chồng ấy cũng cho rằng là cái khổ đau ấy là khổ đau của cô, chứ không phải khổ đau của tôi. Và thưa quý vị, nếu như chúng ta đến với đạo Phật, chúng ta đến với tuệ giác của Đức Phật, thì chúng ta có hai cái bản chất căn bản nhất của tuệ giác Đức Phật, đó chính là tứ diệu đế và bát chánh đạo. Nếu như chúng ta đến với Đức Phật mà chúng ta không đến được với hai thứ đó, thì cũng giống như chúng ta đến với ngôi chùa của Hoằng Pháp ngày hôm nay mà chúng ta cứ đi dạo chơi thong dong ở ngoài đường, chúng ta không đi vào thiền đường, chúng ta không vào Tam Bảo. Thì thưa quý vị là nếu như mà chúng ta biết cách lắng nghe thì chúng ta sẽ giúp cho người thân của mình bớt khổ. Và điều quan trọng hơn là chúng ta lắng nghe chính là một cách để chúng ta hiểu được cái người thân của mình. Nhưng con thấy hầu hết bây giờ mọi người, nhất là ở Việt Nam chúng ta, mọi người rất ít khi lắng nghe với nhau ạ. Ngay bạn bè con cũng vậy, gặp nhau thì một là ai cũng say sưa thích kể chuyện của mình ạ. Ai cũng chỉ muốn kể chuyện của mình thôi chứ không muốn nghe chuyện người khác. Và nhất là những chuyện khổ đau của người khác thì càng không muốn nghe. Tại vì bây giờ ai trong lòng cũng ôm ấp những nỗi khổ đau rồi. Tôi chỉ muốn nghe chuyện vui thôi, tôi đi quẩy bar, xem ca nhạc, chứ nghe chuyện vui, chuyện tếu táo. Còn những chuyện đau khổ người khác tôi không muốn nghe vì tôi mệt mỏi lắm rồi ạ. Và hai là đôi khi chúng ta nghe, chúng ta ngồi đấy với người thân của mình, nhưng mà cái đầu óc của chúng ta lại nghĩ đến việc khác. Người vợ đang đau khổ muốn tâm sự với chồng, mình cũng chiều vợ mình lắng nghe. Nhưng mà cái xác của mình ngồi đây mình lắng nghe câu chuyện của vợ, nhưng mà đầu óc mình lại đang nghĩ đến chuyện mình ngày mai mình ký một dự án nào đó, ngày kia mình hẹn một đối tác nào đó ở nước ngoài. Và như vậy chỉ có cái xác của người chồng ngồi với vợ thôi, còn cái hồn thì ở một nơi khác. Và chính vì thế mà trong cái quá trình tu tập đạo Phật thì con cũng là một Phật tử và con cũng là một thiền sinh. Thì một trong những cái mà chúng con phải thực hành ngày đó là cái phương pháp lắng nghe. Khi chúng ta ngồi với người thân của mình, chúng ta lắng nghe nỗi khổ niềm đau hay tâm sự của họ, thì chúng ta phải an trú trọn vẹn với cái giây phút hiện tại đó. Cái thân xác của chúng ta ở đó, nhưng điều quan trọng hơn là cái tâm hồn của chúng ta cũng phải ở đó. Mà chúng ta mở cái lòng từ bi của mình ra để mình lắng nghe toàn bộ những cái câu chuyện nỗi khổ niềm đau của người thân mình. Và thưa quý vị là cái việc lắng nghe ấy tưởng như đơn giản nhưng cũng rất khó đấy ạ. Bởi vì nhiều khi mình lắng nghe những câu chuyện của người thân mình, đôi khi trong tâm mình cũng nổi những sân hận đấy ạ. Nhất là khi mà cái người thân mình đang đau khổ, họ hay có những cái ngôn ngữ của oán trách, của hờn giận, trách móc người này oán người kia, thậm chí đôi khi mình trách móc của chính mình. Và nếu như mà chúng ta không có lòng từ bi á, chúng ta cũng dễ nổi khùng lắm đấy. Cho nên là một trong những pháp môn căn bản nhất của Đức Phật mà bất kỳ một thiền sinh nào đến là chúng ta cũng phải tập thiền ạ. Thì con thấy rằng là con ngồi đây, con nhìn xuống dưới, con thấy tất cả các cô chú, các bác, các anh chị là ngồi trong một tư thế rất là tuyệt vời. Và con mong muốn rằng là làm sao mà trong cuộc sống của chúng ta luôn luôn tạo dựng cho mình một cái tư thế, một cái tâm thế giống như ngày hôm nay. Thì con tin rằng là dù cuộc sống ngoài kia có bão bùng đến đâu chăng nữa thì cái tâm của chúng ta cũng luôn luôn an lạc và hạnh phúc ạ. Con vẫn muốn nói thêm về cái phương pháp lắng nghe và ái ngữ ạ. Như con vừa nói là nếu như mà chúng ta không có cái lòng từ bi thì rất dễ chúng ta sẽ nổi cáu, nổi khùng lên với người thân của mình khi mà họ trách móc. Thì một trong những phương pháp căn bản nhất của ngồi thiền, như quý vị biết là chúng ta phải quán chiếu cái hơi thở của mình ạ. Ở Việt Nam hiện nay con biết là có rất nhiều pháp môn thiền. Thế nhưng mà dù pháp môn thiền nào thì cái con đường duy nhất vẫn là phải nương tựa vào hơi thở của mình. Thì thưa quý vị, ngày xưa Đức Phật đắc đạo ấy ạ, và ngay khi Ngài đắc đạo thành Phật rồi ạ, thì một trong những phương pháp mà Ngài vẫn thực hành ngày đó chính là hít thở, thiền tọa và thiền hành ạ. Thì thưa quý vị, nếu như mà cuộc sống của chúng ta mà ai chúng ta cũng tu tập thiền, chúng ta biết quán chiếu hơi thở của mình hàng ngày để cho cái tâm và cái thân của chúng ta như nhất, tức là một ạ, thì con tin chắc rằng là sẽ không bao giờ có những lời nói để làm đau lòng nhau, sẽ không bao giờ có những cái hành xử mà làm đau lòng nhau, và chắc chắn là sẽ không bao giờ có những bi kịch đau lòng xảy ra như chúng ta đã chứng kiến rất nhiều năm nay ở Việt Nam. Cha giết con, rồi con giết cha, rồi chồng giết vợ và vợ giết chồng. Những bi kịch rất đáng sợ mà con nghĩ rằng bất kỳ một người nào có lương tri chúng ta cũng phải thao thức về điều đó. Thì thưa quý vị là Đức Phật luôn luôn nhắc nhở chúng ta một điều là chúng ta muốn an lạc thì đầu tiên chúng ta phải biết làm cho cái tâm của chúng ta an trú trong hiện tại. Vì Đức Phật cho rằng là cái quá khứ mà chúng ta hay nuối tiếc nó, cái quá khứ mà chúng ta hay sân hận nó, thì nó qua đi rồi, nó không còn là của hiện tại nữa. Và cái tương lai mà chúng ta hay thao thức lo ngày mai không biết mình kiếm tiền được nhiều không, cái dự án của mình như thế nào, thì nó chưa đến. Chỉ có giây phút hiện tại, bây giờ và đây mới thực sự là của mình. Vậy thì nếu như mình muốn có hạnh phúc an lạc thực sự thì mình phải hạnh phúc an lạc ngay bây giờ, trong giây phút này. Và phương pháp căn bản nhất mà Đức Phật luôn thực hành đó chính là chúng ta quán chiếu cái hơi thở của mình. Và khi quán chiếu hơi thở của mình thì sẽ đưa cho cái tâm của chúng ta trở về với cái thân của chúng ta. Và như con vừa nói là nếu như cái thân gặp tâm của chúng ta nhất như lúc nào cũng an trú trong hiện tại thì nó sẽ rất nhiều điều diệm màu nó xảy ra. Đôi khi người thân mình có đau khổ, trò chuyện với mình không phải là họ cần mình lời khuyên đâu ạ, mà mình chỉ cần mình ngồi mình lắng nghe họ thôi với một cái tâm từ bi thì đã họ giúp họ bớt khổ rồi ạ. Nhưng mà rất tiếc như con vừa nói là hiện nay rất ít khi chúng ta lắng nghe nhau. Chúng ta ai cũng chạy theo cái con đường đi của mình và ai cũng mệt mỏi. Và chính vì thế nếu như chúng ta muốn nghe nhau thì chỉ muốn nghe những câu chuyện tếu táo thì đùa vui thôi, chứ không muốn nghe chuyện đau khổ. Và nếu mà như thế thì cuộc sống thật đáng sợ. Thưa quý vị, con không hiểu quý vị quan niệm thế nào, nhưng với con ạ, có lẽ bi kịch đáng sợ nhất của đời người là chúng ta không được sống trong tình yêu thương, chúng ta không được sống trong tình chia sẻ. Và khi của chúng ta đau khổ thì chúng ta không có một người bạn thân, không có một người thân nào để chúng ta trút cái nỗi khổ ấy, tâm sự nỗi khổ ấy. Thì con có cầu mong rằng là cái điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với tất cả quý vị chúng ta ngồi đây hôm nay. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, mỗi con người chúng ta khi sinh ra thì trên thân thể đã có những biểu hiện rất là rõ ràng. Chúng ta có một đôi mắt, có hai lỗ mũi, có hai lỗ tai, đúng không ạ? Nhưng mà chỉ có một cái gì ạ? Có một cái miệng. Vậy mà thường thường thì chúng ta hay dùng cái số ít để mà chiến thắng số nhiều, bằng cách như Phật tử Hoàng Anh Sướng có nói là chúng ta hay trò chuyện những câu chuyện của mình nhiều hơn, luôn muốn khẳng định mình hơn và luôn bắt người khác phải nghe những câu chuyện mình hơn là lắng nghe. Cho nên trong những cái phương pháp mà thực tập căn bản của người Phật tử thì chúng ta hãy tập hành lắng nghe. Hành lắng nghe cũng tương đồng với hành nhẫn nhục và từ bi. Tại sao ở đây chúng ta lại có một chữ lắng ạ? Chữ lắng là một cái chữ rất là hay, và quý vị, một hồ nước mà lắng trong, một ly nước lắng trong thì không còn vượng đục nữa. Lúc đó chúng ta sẽ thấy tất cả mọi thứ. Cho nên trong kinh Trung Bộ, Đức Phật có nói một cái bài kinh, đó là như một cái hồ nước trong sạch, lắng trong. Thì ở đó chúng ta có thể thấy được hết rong rêu, tôm cá và tất cả những thứ diệu kỳ khác ở trong đáy hồ. Thì cũng vậy, khi chúng ta thực tập cho tâm mình được lắng, hay mình lắng để nghe những người thân, những người bạn của mình, hay là những người cần chia sẻ những cái đau khổ của họ, thì mình có thể thấy được vào trong từng sâu của những người đang cùng chia sẻ với chúng ta. Thì đó cũng là một cái cách mà thực tập để cho tất cả chúng ta có thể gần gũi nhau hơn, có thể thông hiểu nhau hơn. Và đối với phương pháp thở, như Phật tử Hoàng Anh Sướng nói, thì chúng tôi cũng xin nói thêm rằng thực tập thiền quán thì cũng có rất nhiều phương pháp. Tuy nhiên, nếu như chúng ta nhìn sâu hơn, quán hơi thở không chỉ là cái cách mà chúng ta hòa hợp về thân và tâm, mà đó còn là một cái lời nhắc nhở của Đức Phật. Quý vị còn nhớ không ạ? Đó chính là màng sống của con người trong hơi thở. Một khi thở ra mà không thở vào thì sao? Chúng ta đã đi qua một thế giới khác. Cho nên khi ý thức được rằng trong giờ phút này chúng ta đang còn sống, chúng ta đang còn hơi thở, có nghĩa là chúng ta đang còn hạnh phúc, và chúng ta nguyện đem những hạnh phúc đó chia sẻ cho những người khác, thì chúng ta sẽ có một cái nhìn thật là sâu sắc hơn. Và như Phật tử Hoàng Anh Sướng có nói rằng nhiều gia đình đã rơi vào khủng hoảng, có những người đã đến với nhau không có tình cảm. Thì theo bản thân chúng tôi, không biết rằng đây chỉ là một quan điểm cá nhân hay là một cái nhìn nhận chưa được đầy đủ. Bản thân chúng tôi thì có suy nghĩ và phân biệt rất là rõ ràng giữa hai từ thương và yêu. Thương và yêu nó khác nhau lắm. Bây giờ đi ra ngoài đường gặp một người ăn xin, chúng ta không thể nói rằng chúng ta yêu một người ăn xin được, đúng không ạ? Mà chúng ta thương một người ăn xin. Cho nên bản thân chúng tôi suy nghĩ là trong gia đình thì chúng ta dùng giữa cha mẹ con cái, là chúng ta thường là cha mẹ thương con. Không biết có đúng hay không đây là, thì nó sẽ đúng, tại vì thương nó đồng nghĩa với cái sự ban cho. Còn yêu có nghĩa là nắm giữ. Khi mình yêu một người nào đó, mình yêu một cái xe, mình yêu một món đồ mới, thì có nghĩa rằng mình đang muốn sở hữu nó. Vậy thì khi một Phật tử biết được rằng mình thương, thì chúng ta sẽ luôn ở trong tư thế ban cho. Hay Đức Phật dạy đó chính là sự bố thí. Và chính sự bố thí nó mới làm cho lòng chúng ta thanh thản, vì chúng ta không có cái tâm lý dính mắc ở trong đó. Thì đó chính là điều mà Phật tử chúng ta học. Và tại sao Đạo Phật lại không dùng từ bác ái mà lại dùng từ từ bi? Từ bi là lòng thương lớn, còn bác ái là cái tình yêu lớn. Đạo Phật không có dùng cái từ bác ái, quý vị. Cho nên Phật tử chúng ta hiểu sâu được từ từ bi thì chúng ta cũng đã làm cho cõi lòng của mình rất là thanh thang, có thể lắng nghe người khác và cũng có thể tha thứ thì mới được thư thái, đúng không, quý vị? Cuộc sống thì lúc nào chúng ta cũng phải lo đến phần gọi là cơm áo gạo tiền. Và trong cuộc sống bon chen đầy vất vả này, điều quan trọng là làm thế nào để mà trong từng phút giây chúng ta cũng luôn giữ được cho mình một tâm chánh niệm, cũng như là làm thế nào lúc nào mà chúng ta cũng có thể trở thành một thiền sinh ở trong mọi hoàn cảnh. Thì đó là một cái câu hỏi mà chúng ta cần phải đặt ra, và có một cái phương pháp nào để mà giúp cho mình duy trì được điều đó hay không ạ? Thưa quý vị, là cuộc sống bây giờ chúng ta có quá nhiều dông bão, và cũng có quá nhiều thứ mà đôi khi chúng ta không muốn mà chúng ta vẫn cứ phải làm. Con vừa tham gia một cái hội thảo về thiền quốc tế châu Á Thái Bình Dương ở Hồng Kông ạ, với sự tham gia của rất nhiều các thiền sư, và trong đó có rất nhiều các học giả lớn. Thì có một vấn đề mà mọi người đang muốn bàn đến là làm thế nào để ứng dụng được cái thiền vào trong cái đời sống thực tế của mình. Bởi vì ai cũng thấy rằng là cuộc sống bây giờ nó quá nhiều hối hả, quá nhiều lo toan, và chính những hối hả lo toan ấy mà cái làm trong cái tâm của chúng ta không an được. Mà như con vừa nói là nếu như tâm của chúng ta không an thì chúng ta sẽ không có hạnh phúc. Thì thưa quý vị, là nếu như quý vị nghiên cứu về các cái kinh thiền của Đức Phật thì Đức Phật có rất nhiều những pháp môn khác nhau. Cái thiền tọa hay thiền hành chỉ là một những pháp môn căn bản thôi ạ. Còn con thấy rằng là còn có rất nhiều những cái pháp môn khác mà có thể giúp cho chúng ta cái tâm của chúng ta nó an, làm tâm của chúng ta lắng dịu. Thì con chia sẻ cái kinh nghiệm của con thôi ạ. Thì thưa quý vị là con là một người làm báo, mà công việc của người làm báo thì vô cùng bận rộn. Nhưng con cũng là một người, là một nghệ nhân trà của Việt Nam. Bởi vì gia đình nhà con thì có truyền thống làm trà ở Việt Nam lâu đời rồi ạ. Và khi mà con kế tục nghiệp trà này thì con cũng có một mong muốn là mở một cái hiên trà không đơn giản là chuyện mình bán để mình kiếm tiền, mà con mong muốn là con giữ gìn mà con truyền bá được cái vẻ đẹp của văn hóa của cha ông qua chén trà Việt. Và qua đó thì mình cũng truyền bá cái đạo làm người qua chén trà. Và sau này khi mà con làm Phật tử thì con cũng tham gia rất nhiều khóa tu, rồi cũng đi rất nhiều nơi để chia sẻ. Và đặc biệt là một trong những cái mà con cũng rất mất nhiều thời gian là hay lắng nghe cái nỗi khổ niềm đau của mọi người. Đôi khi họ không phải là người thân đâu ạ, đôi khi những người đó chỉ là độc giả của con thôi, hoặc vô tình trên đường đời con đi em gặp họ thì mình thấy họ bất hạnh, họ đang có những bi kịch, họ đang có dông bão, thì con muốn khởi một cái lòng từ bi ạ. Con muốn lắng nghe họ, và nếu như có duyên thì con hãy trợ giúp cho họ để họ chuyển hóa được cái nỗi khổ của niềm đau đó. Thì công việc nó rất là bận rộn và căng thẳng, nhưng mà con thì con luôn luôn thực hành cái chánh niệm ạ, hàng ngày ạ. Khi con lái xe trên đường thì con cũng quán chiếu vào hơi thở của con. Thay bằng mình cứ suy nghĩ bông lung, mình lo lắng mọi thứ, thì mình cứ tập trung vào hơi thở của mình để mình lái xe. Trên đường con đến nhà đi ăn cơm ạ, thì con cũng quán chiếu cái hơi thở và bước chân của con. Hay đơn giản buổi sáng con đánh răng rửa mặt ạ, thì thay bằng rằng là mình đánh răng vội vã vì mình lo là chương trình ngày hôm nay thầy Tâm Nguyên mời con là 7h30 sáng này, mà thầy hôm qua thầy còn nói là 6 giờ có mặt ở đây thì tốt nhất ạ. Mà nếu như lúc đánh răng mà con cứ lo như vậy thì cái tâm của mình nó rất dễ bị loạn. Thì khi con đánh răng thì con cố gắng con cảm nhận, đánh chậm rãi để mình cảm nhận được cái hạnh phúc của mình. Bởi vì năm nay con rất may mắn là 42 tuổi nhưng mà chưa bao giờ phải đến bác sĩ nha khoa bao giờ hết ạ. Và con nghĩ rằng đấy là một hạnh phúc rất lớn của mình. Và khi con rửa mặt thì con cũng cảm nhận được hạnh phúc của mình, bởi vì rất may mắn là cha mẹ cho mình được một hình hài rất là lành lặn ạ, mà mình khỏe mạnh ạ, thì mình phải cảm nhận được hạnh phúc đó. Và con nghĩ rằng là nếu như các quý vị ở đây ạ, mà ai chúng ta cũng thực hành cái chánh niệm đấy hàng ngày hàng giờ ạ, thì con tin là chúng ta sẽ có một cái tâm rất là vững chãi. Đơn giản chuyện là chúng ta ngồi uống trà, mà quý vị mà ngồi uống trà mà quý vị lại cứ nói xấu một cái người hàng xóm, hoặc là mình cứ than vãn, mình kể khổ cái quá khứ của mình, và mình không tận hưởng được cái hương thơm, cái vị đượm của chén trà lúc chúng ta uống, và mình cũng không tận hưởng được cái hạnh phúc của một người thân mình đang ngồi đối diện với mình bên chén trà, thì như thế không là chánh niệm đâu ạ. Đức Phật nói là gì? Chánh niệm chính là gì ạ? Là cái thân của chúng ta an trú trong hiện tại, thì đấy chính là chánh niệm. Và nếu như mà quý vị ở đây mà ai cũng thực hành chánh niệm hàng ngày, mà chúng ta có được một cái năng lượng chánh niệm vững chãi ạ, thì nó sẽ giải quyết cho chúng ta rất nhiều điều ạ. Cái điều đầu tiên là khi mà chúng ta có năng lượng chánh niệm ấy ạ, thì chúng ta sẽ quản lý rất tốt được những cái cảm xúc ở trong mình ạ. Con thấy ngày xưa con thì là một người bố mẹ sinh ra thì rất là hiền lành. Thế nhưng mà cái người hiền thì các cụ hay nói là hay cục ấy ạ. Cho nên là con là rất hiền lành, nhưng mà trong cuộc đời con cũng đã xảy ra 2 lần ạ. Tức là bị một vài người họ chèn ép mình ghê quá, mình cứ nhịn mãi, mình không nhịn được thì mình bùng phát lên. Và khi cái cơn sân hận mình bùng phát lên nó khủng khiếp lắm ạ. Thì con nhớ là có một lần xảy ra mà tất cả những người thân con họ không nhận ra con nữa, tại vì họ không nghĩ đấy là Hoàng Anh Sướng của 3 năm mà họ gần gũi. Mình đúng là hiện hình của một con quỷ đấy ạ. Và rất may cho con là sau cái cơn sân hận bốc lên thì con cũng ý thức rằng đấy là một thói rất xấu mà mình phải sửa. Mà sau này con sử dụng cái chánh niệm của con trong hàng ngày để con quản lý cảm xúc ấy. Thì con lấy một hình ảnh thế này để quý vị thấy rằng là cái tu là tu cả đời ạ. Con nói như vậy không có nghĩa là sau cái tu này chúng ta trở thành Phật hết đâu ạ. Rồi ngày mai chúng ta về, đôi khi chồng mình hoặc con mình có nói hoặc có một cái cư xử nào đó, đôi khi cũng làm mình giận lắm đấy ạ. Nhưng nếu như mà chúng ta biết tu tập tốt, chúng ta có năng lượng chánh niệm ấy ạ, thì ngay cái khi cơn sân hận bốc lên, nó âm ỉ trong bụng mình, nó trỗi lên đấy, thì ngay tức khắc mình đã nhìn thấy cái cơn sân hận rồi. Mình biết cái cơn tức đang trỗi trong bụng mình đây. Và thưa quý vị, khi mà quý vị ý thức được ngay cái cơn sân hận ấy nó bốc trong bụng mình ấy, thì đó chính là chánh niệm rồi ạ. Và con tin rằng là như thế là mình kiểm soát rất tốt được cái năng lượng ấy của mình. Còn nếu như chúng ta không có năng lượng chánh niệm ấy, thì khi mà cái cơn sân hận bốc lên ấy, nó sẽ cuốn phăng mình đi ạ. Nó giống như dòng nước lũ ấy. Cái dòng nước lũ nó ào đến, nếu như chúng ta có phương pháp, chúng ta sẽ trèo lên trên cái cây ấy, chúng ta nhìn xuống dòng nước ấy, chúng ta sẽ nhìn thấy phù sa, nhìn thấy củi mục, nhìn thấy lá mục trôi trong cái dòng thác ấy. Nhưng nếu như chúng ta không có năng lượng chánh niệm thì cơn sân hận của dòng lũ ấy cuốn ào đến, nó sẽ cuốn chúng ta phăng đi ngay. Thì thưa quý vị là sau này thì con cũng đã chia sẻ rất nhiều cái kinh nghiệm của con ạ, trong cái vấn đề là làm thế nào để mình quản lý được những cái căng thẳng, những cái sợ hãi, đặc biệt là cơn sân hận. Thưa quý vị là những bi kịch đau lòng xảy ra ở trong các gia đình và trong xã hội bây giờ nhiều đến nỗi như vậy là bởi vì chúng ta không biết quản lý được cái cảm xúc, những cảm thọ của mình. Thì có một phương pháp rất hay mà con rất muốn hôm nay ở đây chia sẻ. Có thể quý vị đây cũng có những người thực hành đã biết rồi, nhưng cũng có thể có những quý vị không biết ạ. Cái phương pháp này vô cùng quý báu mà vô cùng hữu hiệu. Đó là phương pháp hít thở bằng bụng ạ. Thì thưa quý vị, hàng ngày chúng ta hít thở hàng ngày đúng không ạ? Nhưng ít khi chúng ta quán chiếu được hơi thở của mình, và cũng ít khi chúng ta quan sát được hơi thở của mình nó xuống dưới bụng. Một hơi thở từ đầu đến chí cuối. Khi chúng ta hít vào thì hơi thở bắt đầu từ mũi đúng không ạ? Nó xuống lồng ngực và nó xuống đan điền, tới bụng dưới ạ. Thì Đức Phật có đưa ra một phương pháp tu tập rất hữu hiệu ạ. Là nếu như mà chúng ta hàng ngày chúng ta tu tập, chúng ta hít thật sâu ạ, và chúng ta quán chiếu cái hơi thở nó dồn dưới đan điền, chúng ta nín hơi thở đó, mà sau đó chúng ta lại thở ra, và chúng ta quán chiếu cái hơi thở từ đan điền qua lồng ngực mà qua mũi ạ. Thì chúng ta sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề về quán xuyến những cái cơn sân hận. Còn lấy ví dụ như là ở đây thì ai cũng đã chứng kiến những cơn giông bão đến đúng không ạ? Nếu như cơn giông bão đến mà chúng ta nhìn cái ngọn cây ạ, thì chúng ta thấy những cái gió nó giật, nó lắc cành cây, chúng ta cảm giác cây nó sẽ bị gục ngã ngay, nó bị xé toạc hết cành cây ra. Nhưng nếu như chúng ta nhìn hướng cái mắt nhìn của chúng ta dưới gốc cây ấy, thì chúng ta thấy rất là vững chãi. Thì thưa quý vị, nếu như một lúc nào đó mà chúng ta có những cảm xúc mạnh của đau khổ, của sân hận, mà chúng ta ngay lúc đó chúng ta hãy nương cái hơi thở của mình, chúng ta hãy nằm xuống hoặc chúng ta ngồi, chúng ta đặt tay của mình lên cái đan điền này, và chúng ta hít những hơi thật sâu, và chúng ta quan sát cái hơi thở ấy ở dưới đan điền này. Thì con tin chắc chắn là chỉ trong vòng vài phút thôi, thì cái cơn sân hận đấy, cái cảm xúc mạnh ấy nó sẽ qua đi ngay. Và khi qua đi rồi thì chúng ta hoàn toàn, chúng ta đủ tỉnh táo, đủ cái tâm lắng để chúng ta đưa ra những cái giải pháp. Nhưng nói như vậy thì không có nghĩa là lúc nào chúng ta có những cái nỗi đau khổ, những cái cơn sân hận chúng ta làm, mà chúng ta phải làm ngay từ bây giờ ạ. Chúng ta phải thực hành ngay từ bây giờ, thì lúc cái cảm xúc ấy đến chúng ta mới đủ bình tĩnh, chúng ta đủ cái năng lượng chánh niệm để chúng ta ôm ấp cái nỗi khổ niềm đau đó. Còn nếu như chúng ta không thực hành hàng ngày thì khi cơn bão ấy đến nó sẽ cuốn phăng chúng ta đi thôi ạ. Thì đấy là một kinh nghiệm rất thực tế mà con đã trải qua, và con cũng đã giúp rất nhiều người có được cái năng lượng đó. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, đúng là những chia sẻ rất là tuyệt vời với sự thực tập trong đời sống bình thường. Chúng ta hãy thử quan sát rằng một ngôi nhà hạnh phúc thì không thể nào được xây dựng bằng những viên gạch khổ đau. Một ngôi nhà hạnh phúc bao giờ nền móng của nó cũng phải là hạnh phúc, và những viên gạch xây lên ngôi nhà đó cũng phải là những viên gạch hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc phải là một hành trình, và trên hành trình đó là sự tiếp nối của hạnh phúc. Và đó chính là chất liệu, đó là cách mà mọi người Phật tử khi đến với Đạo Phật đều biết được rằng trong từng giây phút hiện tại chúng ta đang tu tập, chúng ta đang có hạnh phúc, thì về sau thì chúng ta mới có được hạnh phúc, và chúng ta mới xây dựng cho mình một cái ngôi nhà hạnh phúc thực sự. Và đây cũng chính là sự khác biệt của một người con Phật và những người bình thường. Một người con Phật luôn có sự quán chiếu. Khi sân hận biết mình đang sân hận, khi mình tham lam thì biết mình đang tham lam, và khi mình si mê thì biết mình đang si mê. Nhờ sự quán chiếu đó mà có thể trong một giờ phút đó chúng ta chưa thể chuyển hóa được, nhưng chúng ta đã có thể nhận ra và chúng ta rút kinh nghiệm để mình có thể lần sau không có lặp lại những cái việc mà tham sân si nữa. Với kinh nghiệm của Phật tử Hoàng Anh Sướng thì đã có một lần nào đó mà gặp một cái trường hợp nào đó vì quá đau khổ mà đã nhờ phương pháp của anh Sướng hướng dẫn mà đã thành công hay không ạ? Thưa thầy và thưa quý vị, thì cách đây hơn một tháng thì con có làm một cuộc hành trình đi châu Âu ạ. Trong cái hành trình con đi ấy thì con cũng gặp lại một số cái người thân quen của con ạ. Thì có một cái điều rất là bất ngờ là rất nhiều những người quen của con ấy là những người rất thành công ở châu Âu. Họ là những cái thương gia rất giàu có và rất thành đạt. Nhưng mà khi con gặp lại thì có ba người ạ, đúng lúc thời điểm mà họ đang đau khổ nhất. Và cả ba người đều nói với con là họ đang muốn tự tử ạ. Ở đây thì con chỉ xin chia sẻ một câu chuyện của một vị doanh nhân thôi ạ. Chị này là một nữ doanh nhân rất là thành đạt ở Bỉ ạ. Bởi vì chị xuất hiện thường xuyên ở trên kênh truyền hình lớn nhất của châu Âu. Mà con được biết là các cái nguyên thủ quốc gia các cái vị thương gia giàu có ở thế giới thì khi đến Bỉ thì thường là hay đến gặp chị, bởi vì chị rất nổi tiếng ạ. Thế thì hôm con đến Bỉ là hôm thứ Năm ạ, thì chị có mời con là Chủ nhật đến gia đình nhà chị để dùng cơm, vì chị rất là quý con. Nhưng mà cái điều bất ngờ là buổi trưa ngày thứ Sáu ạ, chị điện thoại cho con và chị nói rằng là Sướng ơi, em đang ở đâu ạ? Thì con có nói là con đang ở thành phố Gen, là thành phố cách cái Bruxelles của thành phố chị ở là khoảng 100 cây. Thì chị nói với con là chị có hẹn em là Chủ nhật đến nhà chị, nhưng mà nếu như mà chị không gặp em bây giờ ạ, thì chắc là ngày mai em không cơ hội gặp chị đâu. Thế con có hỏi tại sao thì chị bảo bởi vì chị đang muốn tự tử ạ. Và chị nói với con là ngay lúc chị nói với em bây giờ chị cũng không thở được ạ. Xong chị cứ ngắc ạ, tức là nó đau khổ quá. Thì chị nói với con là chị rất muốn gặp em ngay bây giờ ạ. Thì sau đó thì con có hẹn chị là 6 giờ chiều ạ. Chị xuống ăn cơm ở tại cái nhà mà ông bà thân của con ở ạ. Thì thưa quý vị là trong suốt 6 tiếng đồng hồ ạ, từ 6 giờ chiều đến 12 giờ đêm, con với chị ấy ngồi uống với nhau ở bên chén trà ở cái bàn tiếp khách ạ. 6 tiếng đồng hồ con chỉ nghe chị ấy kể tất cả nỗi khổ của chị ấy. Từ lúc chị là một đứa trẻ, xong đến lúc mà vượt biên theo bố mẹ sang bên Bỉ, hai bàn tay trắng lập nghiệp, đến lúc yêu, đến lúc lấy chồng, tất cả mọi thứ. Con chỉ ngồi 6 tiếng đồng hồ để lắng nghe thôi ạ, không nói một điều gì. Và rất may là cái thời điểm vừa rồi là con đã thực tập vững chãi lắm rồi ạ. Thì con mới đủ kiên nhẫn và lòng từ bi để con lắng nghe một cái chăm chú trọn vẹn 100% câu chuyện của chị ấy. Thì thưa quý vị là câu chuyện của chị nó rất là dài. Nhưng mà tóm lại thế này ạ, tức là khi mà sang Bỉ thì chị có lấy một người chồng rất là giàu có. Anh này là con một tỷ phú của Trung Quốc ạ. Và hai vợ chồng có mở một cái doanh nghiệp rất là lớn. Thế thì chị tài quá. Thì trong vòng năm sau này thì thành lập một cái cơ nghiệp rất lớn. Và dường như anh chồng chấp nhận là ở ẩn đằng sau để cho chị xuất hiện, chị làm việc. Và vì thành công cho nên là khách khứa thì nhiều, cho nên là triền miên cứ 8 giờ sáng chị rời khỏi nhà. Và hôm nào sớm nhất thì cũng 2 giờ đêm chị mới trở về ngôi nhà chị ấy. Có những hôm 1-2 giờ sáng. Thì chị có nói với con là anh chồng của chị dạo này không bao giờ chờ chị nữa. Trước đây thì cứ 1 giờ đêm điện cho chị hỏi là bao giờ em về. Nhưng mà chị phát hiện ra thời gian này anh không điện nữa. Và năm nay là 43. Theo cái tuổi các cụ nói là cái tuổi đang hồi xuân ấy ạ. Thì chị cũng nói là ngay cả chị đang đẹp như thế này, biết bao người đàn ông trên thế giới nổi tiếng mê đắm chị, mà chị về bây giờ anh chồng chị cũng hờ hững như không quan tâm đến chị cả. Vâng. Thế thì sau đó vì cái nỗi buồn đấy mà chị có quay lại Việt Nam, quê của chị ấy ở Bình Định ạ. Và chị cũng có gặp lại một cái người bạn trai cũ của mình. Lúc ấy là lúc ở Việt Nam mà chị có 15 tuổi, còn người bạn của chị là 16 ạ. Thì hai người lúc đó cũng không phải là tình yêu đâu ạ, chỉ là thích nhau thôi ạ. Nhưng mà khi mà chị ấy trở lại gặp cái người đàn ông đấy thì người đàn ông này cũng đã có gia đình rồi ạ. Và chị nói với con là chị không bao giờ có được một cái cảm xúc hạnh phúc như thế. Bởi vì cái người chồng Trung Quốc của chị thì không bao giờ thích nghe nhạc Trịnh Công Sơn. Chị thì rất thích nghe nhạc Trịnh Công Sơn, mà anh chồng thì không bao giờ nghe, thì không nói tiếng Việt. Rồi chị nói rằng là từ trước nay chị bận bịu như vậy, nhưng mà chị vì yêu chồng ạ, cho nên chị chỉ muốn là về nhà nấu ăn cho chồng, chăm sóc chồng, mà chồng không bao giờ gắp chị được món ăn, không biết chăm chút chị. Trong khi về Việt Nam thì anh bạn cũ của mình lắng nghe nhạc Trịnh cùng mình, chăm chút cho mình từng ly từng tí, đón đưa mình tất cả mọi thứ. Và tự nhiên chị cảm thấy trong lòng mình xốn xang. Thì khi trở lại Bỉ thì từ một cái người phụ nữ mà sầu héo, đau khổ, thì trở về Bỉ chị rất là vui tươi như bông hoa vừa được tưới tẩm ạ. Thì mọi người đều ngạc nhiên ạ. Và chị sống châu Âu quen rồi thì chị cũng rất cởi mở, chị cũng kể lại là để em về Việt Nam em gặp lại cái người bạn cũ của mình mà như thế. Và hàng ngày chị điện thoại liên tục về cho cái người bạn ấy. Thế thì cái người chồng thấy như vậy thì cũng nhắc nhở là em đừng nên điện thoại nhiều như vậy. Nhưng mà chị bảo là em cứ điện ạ, tại vì đây là hạnh phúc của em có quan hệ bất chính như đâu ạ. Đây là một người bạn cũ và người mang hạnh phúc thì em cứ điện thoại chẳng vấn đề gì. Sau đó thì anh chồng anh cấm ạ. Anh bảo nếu như mà cô còn điện thì tôi sẽ đập điện thoại và tôi sẽ ly dị cô ạ. Thì chị này là một người doanh nhân rất thành đạt ạ. Mà đương nhiên chị cá tính rất mạnh. Thì chị thấy rằng tại sao mình đang hạnh phúc mà người chồng của mình lại còn đe dọa hạnh phúc của mình ạ. Chị book vé bay chị về Việt Nam ngay ạ. Và trên đường bay về Việt Nam thì chị có nghĩ một điều là mình chủ động đặt vấn đề với cái người bạn cũ của mình ạ. Là nếu như anh mà chấp nhận bỏ vợ thì em sẵn sàng sống với anh. Mặc dầu ạ, con nhấn mạnh lại là mặc dầu cái người bạn trai ấy, cái lúc ở Việt Nam chỉ là một chàng trai 16 tuổi và chị là 15 tuổi. Hai người chưa bao giờ tỏ tình với nhau vì nó chỉ thích nhau thôi ạ. Và bẵng đi mấy chục năm gặp lại, mà khi có một cảm xúc nó được một người đàn ông chăm sóc mình thì chị có ý nghĩ thế. Và vì người chồng ấy không thông cảm và không chia sẻ, ngăn cấm chị thì chị có một cái hành xử như vậy. Thì thưa quý vị là khi mà chị về Việt Nam, anh chồng phát hiện ra thì cả một cơn giông bão ập đến. Tức là anh ấy điện thoại cho bố mẹ đẻ của chị đến mà nó rất quyết liệt ạ. Và đương nhiên là chị rất đau khổ ạ. Chị quá đau khổ luôn, chị không biết là cái nào. Và con vẫn nhớ là 6 tiếng đồng hồ con lắng nghe chị ấy. Nhiều lúc con phải đặt tay lên cái cổ chị ấy, tại vì chị không thở được ạ. Khi chị kể một con mà chị đau khổ độ một lúc nó nghẹn lại, nó không thở nổi ạ. Thế thì sau khi mà lắng nghe 6 tiếng xong ạ, thì cái việc đầu tiên con nói với chị là em rất là thương chị và em hoàn toàn thông cảm với những nỗi khổ của chị. Nhưng mà bây giờ thì muộn quá rồi, tại 12 giờ đêm rồi ạ. Thì bây giờ em chỉ giúp chị được tối nay là bây giờ chị hãy nhắm mắt lại ạ. Chị buông thư toàn thân và chị hãy quan sát hơi thở của mình. Và con với chị ấy có ngồi với nhau nửa tiếng đồng hồ. Và sau nửa tiếng ấy thì chị cũng nói với con là tự nhiên tâm sự mới sướng xong chị thấy nó nhẹ nhõm nhiều lắm ạ. Và khi mà ngồi hít thở vậy thì chị thấy trong lòng nó nhẹ đi rất nhiều rồi ạ. Thế thì sau đó thì con có đưa chị trở về nhà chị ấy. Mà con nói với chị là em có rất nhiều cuộc hẹn ở Bỉ nhưng mà em sẽ dành cho chị mấy ngày nữa. Mà thế là ngày nào con cũng đến chỗ chị ăn sáng, uống trà, xong đi thiền hành, đi dạo với nhau. Và bắt đầu có phân tích cho chị nghe. Thì con cũng nói với chị là một là chị cũng đã có một cái ảo ạ. Là chị cho rằng là hạnh phúc thì có nhiều tiền. Và chính vì thế mà 20 mấy năm sống với người chồng của mình, mặc dù chị rất yêu chồng ạ, nhưng mà chị chỉ mải mê đi kiếm tiền thôi ạ. Và chị nghĩ rằng là mình mang tiền nhiều về cho chồng thì đấy chính là mình ban ơn cho chồng, mà đấy là tốt nhất cho chồng. Mà chị không hiểu rằng là cái người đàn ông ấy không cần tình yêu thương của chị. Cần là buổi tối được ăn cơm với vợ, buổi trưa được ăn cơm với vợ. Và cần là buổi tối hai vợ chồng ngồi uống trà, tâm sự với nhau. Nhưng mà suốt mấy chục năm chị đâu có quan tâm chuyện đó. Người đàn ông ấy chờ kiên nhẫn suốt 10 mấy năm rồi ạ. Cứ 1 giờ đêm điện em chuẩn bị về chưa. Và người đàn bà ấy bao giờ cũng trở về sau 12 giờ đêm. Và cái sự chờ đợi ấy nó quá dài ạ. Thì bỗng nhiên anh ấy nản thôi ạ. Và anh ấy nản thì một ngày nào đó tự nhiên chị thấy rằng mình bị cô đơn. Tại sao mình đi vất vả, mình cả ngày mình hy sinh cho chồng con, mà tại sao về chồng lạnh nhạt hơn mình, chồng không chờ mình nữa, chồng không điện thoại hỏi thăm mình nữa, rồi chồng thờ ơ với mình ạ. Và một cái ảo thứ hai ạ, là cái ảo với cái người đàn ông mà 16 tuổi chị gặp ấy ạ. Thì con có nói với chị là cái người đàn ông này chị gặp cái đấy mấy chục năm rồi ạ. Lúc ấy anh ấy chỉ là một chàng trai 16 tuổi thôi. Và chắc chắn chị chưa hiểu anh ấy là ai. Và mấy chục năm rồi ạ, chị cũng không gặp lại anh ấy. Vậy thì chị hiểu anh ấy là ai mà chị dám đánh đổi cái cuộc sống hạnh phúc chị đang có bây giờ với một người đàn ông mình chưa hiểu họ là ai. Và con cũng có nói với chị là em nghĩ rằng là chị đang có những sai lầm mà chị cần phải nhìn nhận lại. Thì sau đó con có dành 2 buổi con gặp người chồng của chị ấy. Thì khi gặp con vô cùng cảm tình ạ. Đấy là một người đàn ông vô cùng điềm đạm, vô cùng sâu sắc, mà rất tiếc là chị ấy chưa nhận ra. Và sau khi gặp người chồng ấy 2 buổi con trò chuyện xong thì con có nói những cái suy nghĩ của con về người chồng đó. Và con nói rằng em tin chắc chắn là chị sẽ không thể tìm được một người đàn ông nào tốt và tuyệt vời được như cái người đàn ông mà chị đang sở hữu đấy. Và rất may mắn là sau đó 1 tháng sau ạ, thì chị có gửi thư về cho con nói là chị bây giờ vô cùng hạnh phúc với chồng. Hai vợ chồng bây giờ cứ 1 tháng là dành 4-5 ngày đi du lịch với nhau, không có kiếm tiền, không có gì hết ạ. Và thưa là cách đây khoảng 3 tuần ạ, thì chị có đưa con gái từ Bỉ về Việt Nam thăm con. Và chị nói rằng là chị rất muốn cảm ơn con bởi vì con đã cứu chị khỏi một cơn giông bão lớn nhất của cuộc đời. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, như những lời chia sẻ vừa rồi của Phật tử Hoàng Anh Sướng thì chúng ta cũng có thể nói rằng phần lớn con người trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay chỉ lo chuẩn bị sống chứ không chịu sống trong từng phút giây. Tức là chúng ta chuẩn bị để có một ngôi nhà đẹp, có một chiếc xe đẹp, rồi có một cái gì đó nhiều hơn. Chứ phần đông chúng ta không bao giờ chịu sống với những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Khi mà chúng ta có những người thân, có một đôi mắt trong sáng, có một thân thể khỏe mạnh, đó là những điều kiện hạnh phúc cơ bản và có thể tạo dựng cho chúng ta một cuộc sống an lành rồi. Nhưng mà chúng ta lại chuẩn bị nhiều hơn nữa. Và chúng ta nghĩ rằng đến khi một lúc nào đó chúng ta có cái sự chuẩn bị thật là đầy đủ thì khi đó chúng ta mới thực sự là hạnh phúc. Thì đây là một cái quan niệm sống rất là sai lầm và dẫn đến nhiều cái sự đau khổ. Và quý vị vừa lắng nghe câu chuyện của Phật tử Hoàng Anh Sướng về hành lắng nghe. Như chúng tôi nói, người nào biết lắng nghe cũng là người có khả năng tu tập về hành nhẫn rất là cao. Và trong chữ nhẫn thì là một cái chữ nho. Nhưng mà người Việt Nam thì nói hai cái từ đơn giản hơn. Đó là một cái người nhẫn là một cái người biết chịu đựng. Muốn chịu được những sự không tốt lành mà người khác mang đến cho mình thì mình phải biết đừng nó. Mà muốn đừng nó thì phải có một tấm lòng thật là bao dung. Cho nên người nào muốn tu hành nhẫn nhục thì phải có một tấm lòng bao dung mới có thể chịu đựng được những điều đau khổ trong cuộc sống này đến với chúng ta. Cho nên Phật tử Hoàng Anh Sướng đã cố gắng thực tập cho mình hạnh nhẫn nhục với một cái sức chịu và có một tấm lòng chứa đựng bao la như vậy. Thì xin quý vị chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật là lớn ạ. Thưa Thầy, là con cũng muốn chia sẻ thêm một chút về phương pháp dùng ái ngữ ạ. Con nghĩ rằng là một trong những cái phương pháp mà để tạo dựng được một cái tình yêu vững chãi, một cái tiếng đích thực trong gia đình, thì bên cạnh cái hạnh lắng nghe để hiểu nhau á, thì một cái đức hạnh nữa quan trọng là phải dùng ái ngữ ạ. Con lấy ví dụ con thôi ạ. Con rất may mắn là khi bố mẹ sinh ra đã cho con một cái trái tim nhân hậu rồi ạ. Và dường như suốt tuổi thơ và đến tận ngày hôm nay thì trong lòng con thì một cái vị trí lớn nhất trong tim chính là bố mẹ. Và con ý thức được rằng là mình có bận đâu chăng nữa thì mình vẫn phải tranh thủ những rảnh rỗi để mình được sống gần bố mẹ của mình. Nhưng mà sau này có một cái điều mà con nghĩ rằng là mình cũng chưa thực hành được tốt lắm ạ. Là con ít khi mà nói được với bố mẹ con một câu là con rất yêu bố mẹ. Con chưa bao giờ nói được điều đó. Vì lúc ấy con chỉ nghĩ là mình yêu bố mẹ mình thì mình biến bằng hành động của mình ạ. Mình chăm chút bố mẹ, mình quan tâm thường xuyên. Và thưa quý vị là ngay con 42 tuổi, những lúc bố mẹ con còn sống là con về quê ngủ bố mẹ con là con vẫn nằm chung giường mẹ con, ôm ấp mẹ con đấy. Và con biết được là khi mà con nằm con ôm mẹ con hạnh phúc lắm đấy. Giống như một đứa trẻ ngày xưa lúc con là còn nhỏ đấy. Thế nhưng mà rất tiếc là con chưa bao giờ nói được cái câu là con yêu mẹ. Chưa bao giờ. Chứ nếu như bây giờ mà bố mẹ con mà được sống lại thì có lẽ là một cái điều đầu tiên mà con muốn nói, con muốn dâng hiến cho bố mẹ con là con rất yêu bố mẹ. Và con thấy rằng là những cặp vợ chồng bây giờ ấy ạ, lúc yêu nhau ấy ạ, thì họ dùng ái ngữ nhiều lắm ạ. Cái câu mà anh yêu em hay em yêu anh thì họ nói rất thường xuyên ạ. Nhưng mà rất tiếc là sau này khi thành vợ chồng rồi ạ, thì con lại thấy rất ít khi cặp vợ chồng nào mà nói với nhau được những điều đó. Tất nhiên con phải ngộ đơn là cái lời nói yêu thương ấy không phải từ đầu môi cho lưỡi đâu ạ, mà cái lời nói yêu thương ấy nó phải bắt đầu từ trong chính của trái tim mình. Và con nghĩ rằng là nếu như mà trong xã hội của Việt Nam mình ấy, mà ai lúc nào cũng ý thức mình dùng cái ái ngữ ấy với bố mẹ, với người thương, với đồng nghiệp và với cả những người mình gặp gỡ ở ngoài xã hội, thì con tin chắc chắn là sẽ không bao giờ có những cuộc xung đột, đâm chém, những cuộc va chạm. Bây giờ hàng ngày mình nhìn thấy một cái hành động đẹp, mình lắng nghe được một cái lời nói đẹp, nó ít ở trong xã hội này thế. Thì con nghĩ rằng là có lẽ tất cả các quý vị ngồi đây, đặc biệt là các thầy, chắc chắn là cũng phải trăn trở rất nhiều. Và chúng con là một người làm báo thì chúng con cũng trăn trở rất nhiều là làm thế nào để cho người Việt Nam của chúng ta ý thức được cái dùng ái ngữ, ý thức được việc kiểm soát đến cảm xúc của mình. Và chỉ có như thế thì cái đạo đức xã hội nó mới tốt lên. Và chỉ có như thế thì chúng ta, các trang báo sẽ không bao giờ có những cái tin về những cái vụ án rùng rợn nữa. Bản thân là một nhà báo đã từng đi tiếp xúc cũng như học hỏi tinh hoa của những con người trí thức cũng như là văn hóa Đông Tây, và cuối cùng bắt gặp cho mình một con đường đó chính là đạo Phật. Vậy thì nếu như trong bối cảnh xã hội có nhiều khủng hoảng như hiện nay thì theo anh thì đạo Phật có thể đem cho người ta có một cái sự hạnh phúc đích thực hay không? Thưa quý vị, là như con vừa chia sẻ là năm 2013 đấy, Thì con có một may mắn quá lớn là được thiền sư Thiết Hạnh mời con đi cùng với ngài 3 tháng bên Mỹ. Và trong suốt 3 tháng đó thì con đã theo chân thiền sư từ New York đến Boston, đến California, đến rất nhiều bang của Mỹ để tổ chức những khóa tu cho người Mỹ. Thì có một cái đặc biệt là những khóa tu mà người Mỹ đông lắm ạ, cũng đông giống như hôm nay ạ. Và cái điều bất ngờ nhất của con là ai đến khóa tu ấy cũng ôm ấp những cái nỗi khổ niềm đau, trong đó có rất nhiều người giàu có ở Mỹ ạ. Thì thưa quý vị, nhắc đến đất nước Mỹ thì thường thường ai cũng nghĩ rằng đó là thiên đường và niềm mơ ước của rất nhiều người. Trước khi con sang Mỹ thì con cũng nghĩ rằng là nước Mỹ là thiên đường của thế giới, bởi vì ở đó chỉ có hạnh phúc thôi. Bởi vì nước Mỹ là một cái đất nước rất thành công về kinh tế, và một đất nước giàu có như vậy thì đau khổ rất ít. Nhưng mà trái lại ạ, khi con đi theo chân thiền sư và trực tiếp tham gia những khóa tu do thiền sư tổ chức thì con thấy mỗi khóa tu 1.500 người, 2.000 người đến tham gia, ai cũng ấp những nỗi khổ niềm đau đến gặp thiền sư. Và điều bất ngờ là không ai nói với thiền sư là thiền sư ơi con nghèo quá, con không có nhà to, con không có xe đẹp, con khổ quá. Không ai như vậy, mà ai cũng ấp những nỗi khổ niềm đau từ trong tâm mình. Có những thương gia rất giàu có, nhưng mà khi họ trở về ngôi nhà của mình thì họ cô độc trong chính ngôi nhà của mình. Người vợ ở nhà không chia sẻ được, không lắng nghe được họ, và con cái họ cũng không lắng nghe được họ, và họ bơ vơ, họ như một cái hồn ma đói ở trong chính cái gia đình nhà mình, con ma đói của hiểu và thương. Và cũng có những người mà con đã từng gặp là họ bị lạm dụng tình dục từ bé, họ bị chính cái người cha đẻ của mình lạm dụng tình dục từ bé, và họ ôm cái mối hận đấy suốt mấy chục năm. Nhiều lúc trái tim họ cũng dỉ một lòng từ bi và họ muốn tha thứ cho cha mình, nhưng mà họ không làm cách nào họ tha thứ được. Thì con thấy rằng là hóa ra những cái nỗi khổ ấy đó đều không bắt nguồn từ vật chất đâu ạ, mà đều bắt nguồn từ những nỗi khổ về tinh thần. Thế thì con đặt ra câu hỏi là tại sao mà cái người Mỹ họ thực dụng như thế, mà họ biết tìm đến đạo Phật, họ tu tập để họ chuyển hóa nỗi khổ niềm đau của họ, mà tại sao người Việt Nam của chúng ta sinh ra một cái nơi Phật giáo, một cái nơi mà con nghĩ Phật giáo đã có những thời kỳ phát triển rất thịnh vượng, mà tại sao chúng ta lại hoàn toàn chúng ta không biết khai thác, không biết tận dụng những cái trí tuệ tuyệt bậc của đạo Phật, những phương pháp tu tập rất tuyệt vời của Đức Phật để chúng ta chuyển hóa nỗi khổ niềm đau của mình. Và chính vì thế mà khi con trở lại Việt Nam thì một trong những cái khao khát của con, một cái mong muốn của con là làm sao mà ở Việt Nam mình những ngôi chùa có được những khóa tu giống như hôm nay ở Chùa Pháp tổ chức ạ. Thì thưa quý vị là con sống ngoài Bắc ạ, thì con thấy những năm gần đây ở ngoài Bắc các chùa triển mọc lên quá nhiều, và những ngôi chùa mới mọc lên thì đã có những ngôi chùa lập kỷ lục ạ. Ngôi chùa to nhất ở Việt Nam và to nhất Đông Nam Á, hay những bức tượng Phật to nhất ở Đông Nam Á. Thì là người giác động đạo Phật thì con không phản đối chuyện đó, nhưng con nghĩ rằng là có lẽ một trong những cái trọng trách của các nhà sư, những bậc chân tu ấy, có lẽ không phải là xây dựng những ngôi chùa lớn hay là những bức tượng lớn đâu ạ, mà có lẽ một trong trọng trách của các nhà sư ấy, là phải xây dựng được những cái ngôi chùa của tình yêu thương ạ, cái ngôi chùa của lòng từ bi, của sự biết trong trái tim của mỗi con người, trong mọi trái tim của mỗi Phật tử ạ. Thì con nghĩ đấy là bổn phận của các nhà tu hành, phải như vậy. Và con cũng nghĩ một điều là chúng ta đến khóa tu ấy, không phải các quý thầy đây xây chúng ta cái ngôi nhà của hiểu biết, của lòng từ bi, của sự an lạc trong trái tim của quý vị đâu ạ, mà các thầy chỉ cho chúng ta cái phương pháp chúng ta xây dựng thôi ạ. Còn cái ngôi nhà ấy to như thế nào, hạnh phúc như thế nào ở trong trái tim của chúng ta thì phải do chính chúng ta xây dựng, các thầy chỉ là người chỉ dẫn thôi ạ. Và một trong những cái mà con trải nghiệm của chính con ấy, là chúng ta phải thực hành ạ. Thì thưa quý vị, con thấy đạo Phật ấy, nhiều khi không phải là để nghiên cứu đâu ạ, mà đạo Phật chính là đạo của tu tập ạ. Giống như quý vị ở đây mà ai muốn học bơi ạ, nếu chúng ta muốn học bơi, chúng ta muốn biết bơi ấy, mà chúng ta cứ đi mua sách về dạy kỹ thuật bơi, thậm chí chúng ta mời các chuyên gia vận động viên bơi giỏi về dạy chúng ta, nhưng mà chúng ta không bao giờ nhảy xuống bể bơi chúng tập, thì khi gặp nước chúng ta vẫn chết đuối như thường ạ. Thì thưa quý vị, đạo Phật cũng như thế. Trên này con có một cái chia sẻ với các quý vị đây là chúng ta đến chùa gặp những bậc chân tu như Thượng tọa Thích Chân Tính, các quý thầy đây là rất tuyệt vời, nhưng mà chúng ta phải thực hành, và chỉ có thực hành thì khi gặp nước chúng ta mới không bị chết chìm ạ. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã lắng nghe những lời chia sẻ rất là chân thành, mộc mạc và mang đậm chất tu tập của Phật tử Hoàng Anh Sướng. Vậy thì chúng tôi cũng biết được rằng là sau khi quy y với thiền sư Nhất Hạnh, Phật tử Hoàng Anh Sướng đã có một pháp danh rất là đẹp. Vậy thì xin Phật tử hãy chia sẻ cho các Phật tử ở đây biết pháp danh của mình là gì và nó có ý nghĩa như thế nào ạ? Thưa quý vị, là tên con là Sướng ạ. Trên sau này mọi người gặp con, mọi người cứ bảo tên là Sướng, nhưng là thấy lúc nào cũng sướng là phải ạ. Nhưng con nghĩ cũng không phải đâu ạ. Cái sướng hay khổ là ở mình ạ. Con sướng hay hạnh phúc là bởi vì con biết tu tập ạ. Con biết tìm đến những cái chánh đạo để con tu tập ạ. Và con cũng có may mắn là được gặp nhiều những cái bậc thiện trí thức ạ. Và con học hỏi được họ rất nhiều. Thì sau này khi con sang Mỹ, con tham gia cùng với thiền sư Hạnh, thì thú thực lúc đó con cũng không có định quy y đâu ạ. Tại vì con chỉ nghĩ là mình là một người mà mình cứ làm điều tốt thì đấy chính là một Phật tử ạ. Nhưng mà khi mà cái khóa tu ở New York ạ, thì con chứng kiến là có 700 người Mỹ họ quy y, họ xin quy y ạ. Thì bỗng nhiên trong con trỗi lên một cái suy nghĩ là ô, tại sao mình là người Việt Nam mà mình không quy y, mà tại sao người Mỹ họ có đạo Thiên Chúa, họ có đạo Kitô mà họ quy y ạ? Thì lúc ấy con mới nói với thiền sư Hạnh là cho con xin quy y ạ. Và thưa quý vị là trong khóa tu đấy hơn 700 người quy y thì con là người đăng ký cuối cùng ạ. Thế thì thưa quý vị là thực sự nhắc đến cái giây phút đó thì nó một cái niềm xúc động rất lớn ở trong con, bởi vì là trong cái lễ đó thì con được đích danh thiền sư Hạnh làm lễ, và bên cạnh đó nó có 300 sư thầy sư cô yểm trợ. Trên là trong cái nghi thức nghi lễ con thực hành cái lễ ạ, mình quỳ dạp xuống, mình chạm trán, chạm tay trong đất. Thì thú thực là trong cuộc đời con có lẽ chưa có một cảm xúc nào mà nó linh thiêng đến như thế. Con cảm giác như là mình như một cái đứa con mình bơ vơ, mấy chục năm mình lang thang vất vưởng ngoài đường mà bây giờ mình được trở về với cha mẹ của mình ạ. Và con đã khóc rất nhiều trong cái lễ đó. Và thưa quý vị là sau đó thì thiền sư Hạnh có gọi con lên để trao con một cái pháp danh mà sau này con mới nghĩ rằng là có lẽ đấy cũng là một cái gửi gắm của thiền sư Hạnh cho con ạ. Thầy đặt tên cho con là Tâm Hiểu Thương ạ. Bởi vì thầy Hạnh là một bậc giác ngộ ạ. Và hơn ai hết thì thầy hiểu rằng là muốn có tình thương đích thực thì chúng ta phải hiểu. Và thầy cũng gửi gắm cho con để thầy biết con là một ký giả, mà thầy muốn con phải hiểu cuộc đời này ạ, để thương cuộc đời này hơn. Bởi vì nếu như mà con là người làm báo mà con hiểu cuộc đời, mà con thương cuộc đời này, thì con sẽ mang được rất nhiều những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Và thưa quý vị là từ ngày đó đến nay thì con luôn luôn tu tập tích cực và luôn luôn nhớ đến cái pháp danh ấy của mình như một sự nhắc nhở, để nhắc nhở con rằng là làm sao ạ, trong mỗi trang viết của con phải truyền tải được những cái điều tốt đẹp đến cho cộng đồng. Thì ở Việt Nam từ xưa đến nay thì người ta quan niệm là chỉ có văn chương mới truyền tải đạo thôi ạ, văn dĩ tải đạo. Chứ báo chí thì người ta quan niệm là báo chí thì truyền tải thông tin là chính ạ. Nhưng mà con thì con thấy rằng là chính vì quan niệm ấy mà hiện nay các quý vị dở những trang báo ra, đặc biệt là những trang báo mạng, thì quý vị thấy rằng là những cái tin tức, những cái bài vở mà hot ở trên mạng ấy, thì thật là rùng rợn. Con thấy hầu hết tất cả những trang báo mạng mà những tin mà nhiều người truy cập nhiều nhất ấy, toàn là những vụ án giết người rùng rợn nhất ạ. Và sau này khi con giác ngộ đạo Phật thì con thấy rằng là đấy là một cái điều rất đáng báo động. Trong quan niệm của Đức Phật thì có hai thức ăn rất quan trọng ạ. Đoàn thực tức là thức ăn chúng ta ăn bằng miệng để nuôi dưỡng cơ thể của chúng ta, và xúc thực là cái thức ăn để nuôi dưỡng tinh thần. Thì con thấy mấy năm gần đây báo chí đã kêu cứu quá nhiều về cái thức ăn nhiễm độc, nhưng mà dường như cũng chưa một cái báo chí nào mà lên tiếng kêu cứu về cái thức ăn tinh thần cũng đang nhiễm độc rất nặng. Thậm chí như con nghĩ rằng là nó còn nhiễm độc nặng hơn cả thức ăn mà chúng ta nuôi dưỡng cơ thể ạ. Vì những cái bài báo mà cứ xoay quanh chuyện giết người, rồi hiếp dâm, những vụ tai nạn rùng rợn ấy ạ, mà các nhà báo lại hay xoáy vào đó để câu khách ấy ạ, nó chỉ tứ tẩm cho chúng ta cái sự hoảng loạn, cái sự bạo động, cái sự mất niềm tin thôi ạ. Còn những cái bài báo mà tứ tẩm cho chúng ta cái niềm tin yêu cuộc sống, tứ tẩm cho ta cái lòng từ bi, cái khát vọng được cống hiến thì quá ít. Cho nên con nghĩ rằng là con là một Phật tử ạ, mà được thiền sư Hạnh trao truyền cho một cái pháp danh như vậy, thì con tự đặt cho mình một sứ mệnh là mình phải dùng cái trang viết của mình để truyền tải đạo đến cho mọi người. Con muốn là sao trang viết con phải tứ tẩm cho mọi người cái tình yêu thương, cái niềm tin yêu cuộc sống, và đặc biệt là cái hiểu và thương. Tâm Hiểu Thương, một pháp danh rất là đẹp phải không quý vị? Và bên cạnh đó còn mang trên mình một trọng trách rất là lớn. trong từng con chữ, trong từng trang viết của mình, mang trái tim hiểu biết và tình thương đến chia sẻ cho bạn đọc. Và một Hoàng Anh Sướng hôm nay, một Phật tử Tâm Hiểu Thương hôm nay có được rất nhiều điều hạnh phúc. Đó cũng là bởi được sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu thương, với một trái tim nồng hậu. Và với cái nền tảng đó thì một nhà báo Hoàng Anh Sướng lại bước thêm cho mình một cái bước tiến nữa, đó là bước vào ngôi nhà tâm linh. Thì bản thân chúng tôi nghĩ rằng nếu như mỗi người Phật tử hay bất cứ một người nào dù chưa phải là Phật tử, nếu chúng ta đã có được một gia đình huyết thống thì chúng ta hãy nhanh chóng bước vào ngôi nhà tâm linh để mình có được một cuộc sống hoàn hảo, toàn diện hơn. Như vậy thì bao nhiêu gian khó trong cuộc đời này chúng ta đã có hai điểm tựa vững chắc, đó chính là gia đình huyết thống và gia đình tâm linh. Thì đây mới là nền tảng tạo nên hạnh phúc đích thực, lâu dài. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, Phật tử Tâm Hiểu Thương đã tin chắc và mọi người chúng ta cũng tin chắc rằng chúng ta đã có gì ạ? Chúng ta đã có đường đi. Và những lời chia sẻ tâm sự cũng như những lời tri ân vừa rồi của Phật tử Tâm Hiểu Thương cũng đã khép lại chương trình Hoa Mặt Trời số 8 lần này. Thì thay mặt ban tổ chức xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Phật tử Tâm Hiểu Thương đã dành thời gian đến để chia sẻ cùng với quý Phật tử trong khóa tu lần này. Và xin chúc Phật tử luôn có thật nhiều sức khỏe, có thật nhiều niềm vui hơn nữa để mang những điều tốt đẹp đó đến cho tất cả mọi người.